Em xin chào cả nhà nhé. Hôm nay em giới thiệu đến cho cả nhà mình một lô đất giá rẻ nhé, thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Lô đất này thì có tổng diện tích là hơn 1.000 m² và nằm trong cụm dân cư rất là đông và đường xá rất là rộng, lớn, hai xe tránh nhau dễ dàng, thuận tiện đi lại nhá. Và nữa là như đường điện nhà nước này, internet này là đầy đủ xung quanh mình. Mua về là mình cứ tự kéo vô thôi. Thì cái lô đất của mình đây, nó nằm trên vị trí cao hơn đường Thế Dương nha. Mặt đường của mình bắt đầu từ giáp ranh với hàng rào đây, chạy qua bên này thì rơi vào là hơn 35 m, cái chiều dài mặt đường bê tông này. Và chạy sâu của mình bên này là rơi vào khoảng 55 m từ mặt đường vào hướng chiều sâu nha. Còn với cái mặt đường bên kia, từ chiều sâu vào bên trong á, nó bị xéo nha. Đó, thì nó rơi vào khoảng hơn 65 m các bác. Đó, đất Thế Dương và đang trồng bơ này, trồng cà phê là nguồn thu chính nhá. Đất đỏ Ba Gian rất là đẹp. Bơ 034 đây các bác, trái rất là nhiều luôn. Đó, cà phê xanh tốt. Tầm tài chính thì các bác có thể mua được để dành hay là mình ở nha. Vì khu vực ở đây cũng là dân cư đông. Các cái hướng này nó ra tới đường nhựa thì tầm khoảng 400 m nha. Rồi hàng quán xá thì nó bám dọc đường thôi, tự phát tự mở ra. Và hướng này là ra tới trung tâm như của xã Tân Thanh. Chợ trường thì bán kính tầm khoảng 2,5 cây nha các bác. Đường ô tô vào dễ dàng này, đường rộng, nhà cửa người ta ở đây xung quanh rộng rãi. Đó, bên này người ta nuôi tằm, đang phơi tằm đấy các bác, đang phơi lé này. Đây là những cái con tằm nó thành phẩm thì nó sẽ đóng kén và người ta phơi ra cho nó khô đi. Xong rồi khả năng là chừng khoảng 2-3 tiếng nữa là người ta sẽ bóc cái trắng trắng ra đó các bác. Những cái kén trắng trắng này ra và mang đi bán thì nó dao động từ 200 trên dưới 200 nghìn một ký cái trắng trắng đó các bác. Cái kén đó là của con tằm nha, nó đóng tổ đó. Đó thì như các bác thấy, đất Thế Dương cao hơn đường rất là đẹp nha. Cái chiều sâu bên này, bên này của người khác nha, bên này là của mình. Từ đây đi vào trong này có những cái hàng dâu là cái bờ biên. Đó, cà phê là của mình. Đường rất là sáng láng luôn, rộng rãi, đẹp. Vì nó là hình tam giác nha các bác, nên là cái chiều sâu ở khối khúc này này nó rơi vào là hơn 65 m. Đó, tính từ mặt đường vào thì hai bên của cái cạnh bên kia và cạnh bên này là phần đuôi là nó gặp nhau luôn, nó nhọn hoắt luôn nha. Thì chủ đang bán cái giá chỉ có là 470 triệu thôi. Sổ hồng riêng, sổ sách là đầy đủ. Và ở đây á là họ chưa lên thổ cư, nhưng mà đất của mình là có quy hoạch thổ cư, bám đường khu dân cư nha. Thì mình về mình có thể tự lên hoặc là em sẽ đi làm dùm cho các bác. Thì dao động khoảng loanh quanh 15 triệu và 100 mét thổ cư. Các bác muốn lên tầm 4-500, 5-600 mét thổ cư là dễ dàng nhá. Đó, cà phê của mình rất là xanh tốt luôn. Bên này là của những người khác này. Bên mình đây thì cũng có những cái bờ biên là hàng dâu lớn người ta trồng trước đó này. Mình về mình có thể tự rào lại. Đó, vẫn có một chút thương lượng cho mình nữa nha. Tầm tiền thì các bác dưới 500 thì đất này hơn 1.000 m², rộng rãi, phù hợp với các bác. Nữa là đường xá thuận tiện, gần trung tâm, rộng rãi, đi lại dễ dàng. Đó, đây. Đây, em về tới cuối đất là cái góc nhọn đây các bác. Bên này thì đã rào này. Đấy, hai cạnh này, một cạnh là bụi dâu này, một cạnh là rào này. Nó nhọn hoắt chỗ này luôn. Đó. Đấy, đây rào đây. Đây bờ biên mình đây, đây là cuối đất đây. Đó. Này thì nguồn nước á thì mình phải khoan giếng, đào giếng để mình có cái mình sử dụng nha các bác. Nói chung là đất này thì
có cái nguồn thu sẵn rồi, cây trồng sẵn rồi. Mọi cái mình về mình chỉ có chăm lại thôi. Cà phê lại đang có giá nữa. À, cuối năm đâu đó kiếm cũng được à vài chục triệu. Chục triệu, hai ba chục triệu gì đó. Đấy, phía mặt đường của mình đây. Trong vườn cây của mình rất là mát mẻ nha. Râm. Ranh giới thì ở đây là rõ ràng rồi. Sổ sẵn là mình công chứng thôi các bác. Về các bác có thể để đó hoặc là mình ở nhá. Làm vườn này kia. Chỗ này của mình các bác phá cà phê đi thì cái view của mình đẹp nó lắm đó các bác. Khá là đẹp nhá. Nhưng mà đứng bên này cho các bác xem này. Trong này thì nó rất là sáng láng luôn. Đó. Cái view của mình đứng sau đây. Đó. Thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Cách DT725 chỉ rơi vào khoảng 2,5 cây thôi. Đường đi Bảo Lộc, Sài Gòn đó các bác, hay là đi sân bay thì tầm khoảng hơn 30 cây. Đã bắt xe buýt là đầy đủ nhá. Tầm đi lại dễ dàng. Đó. Bên này nhà cửa người ta này. Rất là đẹp. Từ đây. Từ đây khúc này. Chạy qua hết mặt đường là cái mặt đường của mình cũng rất là rộng nhá. Hơn 35 mét. Giá tổng chỉ có 470 triệu. Các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em nhé. Diện tích rộng hơn 1.000 m². Đầy bơ trái này các bác. Chỗ rất là mát mẻ. Từ vị trí đất của mình mà nhìn ra phía mặt đường này á, là hướng Tây Nam nha các bác. Đó, các bác nào hợp hướng thì quá là tuyệt vời luôn. Đó. Rồi em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi nha.